Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin sẽ có những nội dung chính sau đây. Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác thương mại với kinh tế thế giới. Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi tiếp Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới Philip Roessler. Cựu chiến binh Kiều Bào cùng những đồng đội đã từng chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị năm 1972 về thăm lại chiến trường xưa. Khoa Hàng không Vũ trụ Học viện Kỹ thuật Quân sự, đơn vị duy nhất đào tạo nhân lực cho ngành nghiên cứu vũ trụ của Việt Nam. Thưa quý vị, Diễn đàn Kinh tế Thế giới là tổ chức có ý nghĩa rất quan trọng với cả 5 nước tiểu vùng Mekong là Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar. Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi tiếp Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới Philip Roessler đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn ông Roessler và Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã ủng hộ sáng kiến của Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thế giới Mekong tại Việt Nam vào năm 2016. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cam kết Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ với Diễn đàn Kinh tế Thế giới, tổ chức thành công sự kiện này, cũng như ủng hộ việc tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới Đông Á tại Việt Nam trong những năm tới. Thủ tướng đề nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy hợp tác với Việt Nam để nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường kinh doanh. Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới Philip Roessler khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để tăng cường quảng bá hình ảnh của Việt Nam tại các hội nghị của Diễn đàn Kinh tế Thế giới và mong muốn Việt Nam xem xét tích cực khả năng đăng cai Diễn đàn Kinh tế Thế giới Đông Á trong năm 2018. Sáng ngày 22 tháng 7 tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hội thảo quốc gia về chính phủ điện tử với ba chủ đề chính là chính phủ điện tử, y tế điện tử và giao thông thông minh. Hội thảo lần này tìm ra các giải pháp nhằm ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong các cơ quan công quyền để minh bạch thông tin, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, đồng thời nâng cao năng lực quản lý của chính phủ. Để đẩy mạnh chính phủ điện tử, nhiều ý kiến cho rằng phải ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các lĩnh vực liên quan đến đa số người dân nhất như y tế, giao thông. Hiện tại, việc ứng dụng phần mềm tin học ở bệnh viện tuyến trung ương là 100%, tuyến tỉnh là 68%, nhưng việc ứng dụng này chỉ dừng lại ở việc khai thác công việc văn phòng, thống kê, báo cáo. Theo ý kiến của nhiều đại biểu, cần đầu tư hạ tầng thông tin ngay khi tính về quy mô các bệnh viện. Nếu ít kinh phí thì thuê hạ tầng, thuê phần mềm quản lý để làm sao cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà, tăng chất lượng phục vụ người bệnh. Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã đưa ra nhiều giải pháp để đẩy mạnh hệ thống giao thông thông minh. Tuy nhiên, các vấn đề về đồng bộ hạ tầng, liên thông thông tin và an toàn thông tin cũng đang là thách thức trong việc đẩy mạnh chính phủ điện tử. Bộ Tài chính vừa có văn bản chỉ đạo 63 cục thuế trên cả nước công bố thông tin và tổ chức cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Theo đó, Bộ Tài chính đã công bố danh sách 600 doanh nghiệp nợ thuế thuộc 63 cục thuế địa phương đến thời điểm ngày 30 tháng 6 năm 2015. Đây là những doanh nghiệp có số tiền nợ thuế lớn nhất trên địa bàn, có các khoản tiền thuế nợ đã quá 121 ngày. Cơ quan thuế đã dùng các biện pháp đôn đốc, nhắc nhở, phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn chưa thực hiện. Bộ Tài chính yêu cầu các cục thuế địa phương công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế tại Ngân hàng Thương mại. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 22 tháng 7, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tới thăm, tặng quà các gia đình chính sách và người có công với nước tại tỉnh Hà Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã bày tỏ lòng biết ơn các mẹ Việt Nam anh hùng và người có công đã cống hiến, hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc. Phó Chủ tịch nước đã trao 80 phần quà cho 10 mẹ Việt Nam anh hùng và 70 người có công với nước ở tỉnh Hà Nam. Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước đã đến thắp hương tại đền liệt sĩ thờ 10 cô gái Lam Hạ tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý. Trong hai cuộc kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Hà Nam có hơn 17.000 người hy sinh, trên 15.000 thương binh, bệnh binh, trên 29.000 người và con đẻ của họ đã bị nhiễm và ảnh hưởng chất độc hóa học. Cùng ngày tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chùa Vĩnh Nghiêm đã tổ chức đại lễ tưởng niệm cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ và 64 liệt sĩ gạc ma. Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dâng hương tại lễ cầu siêu.
Đây là lần đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ cầu siêu dành cho các chiến sĩ đã hy sinh nơi biển đảo xa xôi. Cũng là dịp để mọi người hồi tưởng và tri ân sâu sắc đến những chiến sĩ đã hy sinh xương máu để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc. Đặc biệt, ngay trong đại lễ tưởng niệm, buổi bán đấu giá bức tranh Gạc Ma vòng tròn bất tử của họa sĩ Bùi Lệ Trang đã được tổ chức. Bức tranh được mua với giá cao nhất là 1 tỷ 280 triệu đồng. Tất cả số tiền bán đấu giá được đưa vào quỹ ủng hộ 64 gia đình liệt sĩ Hải quân đã hy sinh ngày 14 tháng 3 năm 1988 tại đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam và một phần sẽ dành tặng đơn vị cảnh sát biển. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 22 tháng 7, thừa lệnh của Chủ tịch nước Trần Tấn Sang, Đại sứ Việt Nam tại Lào, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã bàn giao số tiền 55 tỷ đồng, tương đương hơn 2 triệu 500 ngàn đô la Mỹ, là quà tặng của Chủ tịch nước Trần Tấn Sang cho hai tỉnh Luang Prabang và tỉnh Hủa Phăn của Lào. Đại diện lãnh đạo của hai địa phương này, Phó trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lào và đại diện của Tổng lãnh sự Việt Nam tại các tỉnh Bắc Lào đã tham dự buổi lễ. Theo ủy quyền của Chủ tịch nước Trần Tấn Sang, Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng đã trao 40 tỷ đồng, tương đương hơn 1 triệu 836 ngàn đô la Mỹ cho tỉnh Luang Prabang và 15 tỷ đồng, tương đương khoảng 690 ngàn đô la Mỹ cho tỉnh Hủa Phăn. Số tiền này sẽ được hai tỉnh sử dụng vào việc xây dựng nhà văn hóa tỉnh Luang Prabang và trường mầm non kiểu mẫu ở tỉnh Hủa Phăn. Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết đây là món quà của Chủ tịch nước Trần Tấn Sang và các cán bộ, nhân viên, 5 công ty của Việt Nam, bao gồm Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Công ty Cổ phần Thủy sản Hùng Vương, Tổng công ty 36 Bộ Quốc phòng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam và Tập đoàn Vingroup. Thay mặt Chủ tịch nước Trần Tấn Sang, Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng mong rằng hai tỉnh sẽ sử dụng quà tặng đúng mục đích, có hiệu quả để sớm có được hai công trình phục vụ đời sống của người dân. Bí thư tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang và phó tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn bày tỏ vui mừng tiếp nhận món quà của Chủ tịch nước Trần Tấn Sang. Lãnh đạo hai địa phương bày tỏ lòng cảm ơn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cũng như cá nhân Chủ tịch nước Trần Tấn Sang đã dành cho nhân dân hai tỉnh. Món quà này không riêng chỉ có ý nghĩa cho riêng tỉnh Luang Prabang mà có ý nghĩa cho chung cả đất nước Lào, cả nhân dân Lào nói chung và nhân dân Bắc Lào nói riêng. Vì là nhà văn hóa này sẽ thể hiện được sự hợp tác giữa Lào và Việt Nam và nói thể hiện lên tấm lòng cao cả, sống chết có nhau giữa hai nước chúng ta, Lào và Việt Nam từ trước đến giờ. Mà bây giờ thì lại càng vun đắp và làm cho tình hữu nghị đặc biệt đấy ngày càng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Món quà tặng này có ý nghĩa lớn đối với nhân dân tỉnh Hủa Phăn. Đây sẽ là nơi giáo dục con cháu về mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện có truyền thống nhiều năm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cây Sòn giải công vun đắp. Bây giờ chúng tôi vẫn tiếp tục giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân về truyền thống này, nhất là giáo dục thế hệ trẻ. Đây là cơ sở để phát triển nguồn nhân lực trong tương lai, đó cũng là sự kế thừa và phát huy truyền thống này mãi mãi về sau. Tiến sĩ Khăm Phen Xây Xôm Phen và tiến sĩ Chan Seng Phi Ma Vong cam kết sẽ đưa các công trình này vào sử dụng đúng thời hạn, phát huy tốt hiệu quả, góp phần phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của hai tỉnh. Các công trình này không chỉ là biểu hiện của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nhà nước, mà cũng đã đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế xã hội của hai tỉnh nói riêng và của Lào nói chung. Thưa quý vị, trong những ngày tháng 7 này, dòng người từ khắp mọi miền đất nước tìm về các nghĩa trang để tri ân các anh hùng liệt sĩ. Nhiều cuộc hội ngộ, nhiều câu chuyện cảm động đã được khơi gợi như một phần ký ức không thể nào quên về một thời lửa đạn hào hùng và bi tráng. Phóng viên thời sự đã theo chân một cựu chiến binh kiều bào cùng những người đồng đội đã từng chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị năm 1972 về thăm lại chiến trường xưa. Với họ, trở về không chỉ là để gợi nhớ, mà trở về chính là để tri ân. Là chiến sĩ từng trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị 1972, bị thương giữa làn bom đạn, cựu chiến binh Mai Văn Yên đã may mắn được chính người đồng đội của mình vác trên vai về lán trại cấp cứu. Hơn 40 năm đã trôi qua, họ đã gặp lại nhau nơi chiến trường thuở nào. Đây cũng là điều mà ông Yên ấp ủ và quyết tâm thực hiện sau hàng chục năm định cư tại Đức. Hơn 40 năm rồi, cũng không gặp lại những anh em, những đồng đội.
tôi thực sự rất là phấn khởi khi nhìn lại trong anh em đồng đội, chúng tôi vẫn còn sống đến bây giờ và nhớ lại những kỷ niệm thời chiến tranh, một thời rất là tàn khốc. Chúng tôi cũng luôn luôn từ nơi xa luôn luôn nhớ về các đồng chí và cũng rất biết ơn đồng chí. Các đồng chí đã nằm xuống đây nhưng mà để lại cho đất nước chúng ta được hòa bình và vui vẻ. Chúng tôi là những người rất may mắn và hạnh phúc còn được sống trong hòa bình cho đến lúc bây giờ. Đi qua chiến tranh, người còn người mất. Chính sự hy sinh của các đồng đội mãi mãi là tổn thất lớn nhất và là những ký ức đau thương của những người lính đã bước qua cuộc chiến. Trung đoàn chúng tôi là bắn rơi chiến dịch năm 71-72 là bắn rơi 32 cái máy bay, mà cả trung đoàn là bắn rơi 290 máy bay, nhưng cũng tổn thất hy sinh gần 400 liệt sĩ phải nằm lại hoặc vào cắt bụi. Chúng tôi không còn gì để nói được, nhưng mà đến như ngày hôm nay là chúng tôi về để làm tri ân cho những người nằm lại. Hiện nay có một số lượng không nhỏ các cựu chiến binh Việt Nam đang định cư ở nước ngoài. Với tấm lòng và cốt cách của những người lính Cụ Hồ, họ đã lập nên những hội đoàn cựu chiến binh Việt Nam tại nước ngoài với nhiều hoạt động ý nghĩa. Nhớ về quê hương trước hết là nhớ về đồng đội. Thì qua một số lần ấy, thì chúng tôi được biết là anh em vì cái điều kiện cách trở nhưng mà khi nào cũng quan tâm đấy, chăm lo tới đồng đội ở nhà, thậm chí còn tìm hiểu từng ấy là đồng đội mình còn như vậy là đang sống ở nhà, cuộc sống thuận lợi khó khăn như thế nào để mà tìm cách như vậy rằng là ủng hộ hỗ trợ. Sẽ còn đó vô vàn những chiến sĩ khuyết danh, nhưng sự hy sinh của các liệt sĩ sẽ còn mãi trong tâm thức của những người ở lại và thế hệ con cháu sau này. Và tấm lòng của những cựu chiến binh Việt Nam tại nước ngoài sẽ trở thành nhịp cầu nối cho những mạch nguồn tri ân, để những thế hệ kiều bào trẻ biết hướng về cội nguồn. Trong phần tiếp theo của chương trình, Hội Hữu nghị Việt Nga phối hợp với Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm chuyến bay vũ trụ của Phạm Tuân và Gorbachev. Tổ chức tình nguyện toàn cầu UCC của Hàn Quốc thực hiện các cuộc điện thoại truyền hình giúp những cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc kết nối được với gia đình. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền Việt Nam. Thưa quý vị, sáng ngày 22 tháng 7, lễ kỷ niệm 35 năm chuyến bay vũ trụ của Phạm Tuân và Gorbachev đã diễn ra tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. Tới dự lễ kỷ niệm có hai nhà du hành vũ trụ đã được phong anh hùng của Việt Nam và Liên bang Nga là Trung tướng Phạm Tuân và Thiếu tướng Viktor Gorbachev. Đại sứ Liên bang Nga và Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam, đại diện các tổ chức xã hội và nhà nước của hai nước Việt Nam và Liên bang Nga. Sự kiện do Hội Hữu nghị Việt Nga phối hợp với Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức. Cách đây 35 năm, ngày 23 tháng 7 năm 1980, phi công vũ trụ Việt Nam Phạm Tuân và phi công vũ trụ Liên Xô Viktor Gorbachev đã thực hiện thành công chuyến bay vào vũ trụ trên tàu Liên Hợp 37. Chuyến bay lịch sử này đã ghi thêm một mốc son vào lịch sử quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên Xô trước đây, cũng như giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày nay. Tôi rất vinh dự là người Việt Nam đầu tiên được tham gia chuyến bay vũ trụ này. Chính cái sự đoàn kết hợp tác hữu nghị nó tạo nên chuyến bay, mà đây là nó đặt nền tảng đầu tiên, viên gạch ban đầu cho các nhà khoa học Việt Nam của chúng ta tiếp cận với lĩnh vực mới là lĩnh vực vũ trụ để khai thác nó phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Còn nhà du hành vũ trụ Viktor Gorbachev cho biết, với ông được bay vào vũ trụ cùng Phạm Tuân, một phi công anh hùng của Việt Nam, là một vinh dự lớn. Họ đã trở thành hai người bạn tốt suốt 35 năm qua và đã cùng nhau vun đắp cho tình hữu nghị Việt-Nga. Mỗi cuộc gặp gỡ như thế này là bao nhiêu niềm vui, gợi nhớ lại bao nhiêu hồi ức về chuyến bay lịch sử đó. Tôi rất cảm động được mời sang Việt Nam, quê hương của Phạm Tuân, vì được gặp lại anh Phạm Tuân và gia đình anh, được gặp đại diện của các tổ chức xã hội và bạn bè Việt Nam. Điều ý nghĩa nhất là cuộc gặp mặt ngày hôm nay gợi nhớ lại tình bạn của chúng tôi đã bắt đầu như thế nào 35 năm trước. Đối với thế hệ trẻ Việt Nam, Viktor Gorbachev và Phạm Tuân là biểu tượng của sự hợp tác và tình bạn mà họ hướng tới, giúp họ hiểu rõ hơn vai trò của hàng không vũ trụ đối với tương lai của đất nước.
Hôm nay những người trẻ như bọn em hân hạnh được có dịp được chiêm ngưỡng hai vị anh hùng của hai dân tộc ở ngoài đời thực. Và đây cũng là một cái dịp để kết nối thêm tình cảm sâu sắc giữa người Việt Nam và đất nước Nga. Cái dịp này cũng sẽ làm tăng thêm cái phát triển khoa học giữa hai đất nước và tạo ra một những cái động lực lớn để cho giới trẻ bọn em cũng như là cho thế hệ tương lai hướng đến. Tại lễ kỷ niệm 35 năm chuyến bay vũ trụ, đại diện của Việt Nam và Liên bang Nga đều nói tới triển vọng hợp tác hai bên trong lĩnh vực vũ trụ. Hợp tác mà chúng ta đặt nền tảng 35 năm trước đang được tiếp tục ngày hôm nay. Đó là hợp tác trong lĩnh vực vũ trụ không người lái. Nhưng tôi cho rằng chúng ta có thể phát triển hợp tác cả trong lĩnh vực khoa học, thí nghiệm và có thể trong tương lai một nhà khoa học hay một phi công Việt Nam nào đó có thể gia nhập chương trình nghiên cứu vũ trụ của chúng tôi. Có thể nói chặng đường nghiên cứu không gian đầu tiên của Việt Nam chính là chuyến bay vào vũ trụ của Phạm Tuân. Và hiện nay, Việt Nam vẫn đang tiếp tục bước đi trên con đường chinh phục khoảng không vũ trụ đầy thách thức này. Từ năm 1980, khi nhà du hành Phạm Tuân bay vào vũ trụ, Việt Nam đã bắt đầu chiến lược nghiên cứu ứng dụng khoa học hàng không vũ trụ. Năm 1980, Việt Nam thành lập Ủy ban Nghiên cứu Vũ trụ. Đến năm 2006, Viện Công nghệ Vũ trụ ra đời. Và năm 2010, Thủ tướng đã ra quyết định thành lập Ủy ban Vũ trụ Việt Nam. Để đào tạo nguồn nhân lực cho các đơn vị nghiên cứu trên, Khoa Hàng không Vũ trụ của Học viện Kỹ thuật Quân sự đã được thành lập. Và cho đến nay thì đây vẫn là đơn vị duy nhất đào tạo nhân lực cho ngành nghiên cứu vũ trụ của Việt Nam. Đây là một buổi thực hành sử dụng hệ thống sản xuất tích hợp máy tính SIM của sinh viên bộ môn thiết kế chế tạo thiết bị bay Khoa Hàng không Vũ trụ Học viện Kỹ thuật Quân sự. Nhiệm vụ của các học viên là sử dụng hệ thống SIM để tự thiết kế và sản xuất ra một bộ phận của tên lửa đẩy, ví dụ như động cơ phản lực, cánh tên lửa, v.v. Với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho chiến lược nghiên cứu và áp dụng công nghệ vũ trụ, năm 2003, Khoa Hàng không Vũ trụ Học viện Kỹ thuật Quân sự đã được thành lập. Lực lượng nòng cốt của khoa là các cán bộ được đào tạo ở Nga. Ủy ban giám đốc học viện vào những năm 2000 đã cử những cán bộ của mình đi sang học những cái trường ở bên Nga về bước đầu vào cái hàng không vũ trụ. Chúng tôi học được những cái bài giảng của những người thầy Nga và chúng tôi lấy được tài liệu, những cái tài liệu mà viết về những kiến thức nền về chúng tôi là trên cơ sở và chúng tôi dựng ra cái bài giảng. Trong thời gian ngắn, Việt Nam không thể làm chủ được kỹ thuật vũ trụ. Hiểu được điều đó, Học viện Kỹ thuật Quân sự đặt mục tiêu trước mắt là đào tạo nguồn nhân lực với kiến thức nền vững chắc, ví dụ như kiến thức về cơ điện tử, về động cơ tên lửa hay thiết bị hàng không vũ trụ. Công nghệ chế tạo tên lửa đẩy là công nghệ lõi, muốn làm chủ được khai thác của khoảng không vũ trụ bao la. Tôi có thể nói rằng nếu không làm chủ được công nghệ vũ trụ, tức là làm về công trụ tên lửa đẩy, thì không bao giờ mơ được cái ước mơ kia. Đến nay, Khoa Hàng không Vũ trụ của Học viện Kỹ thuật Quân sự đã đào tạo được 14 khóa kỹ sư cơ điện tử và 3 khóa kỹ sư thiết kế chế tạo tên lửa. Anh Hoàng Văn Thuần là một trong những kỹ sư đầu tiên tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế chế tạo tên lửa. Hiện nay, anh đang là một trong hơn 50 giảng viên của khoa. Khi được làm trong ngày này, tôi rất khao khát được phát triển cái kiến thức của mình để cùng với lại đồng nghiệp, cùng với các thầy, các anh để có thể chế tạo thành công cái quả tên lửa để cho sao cho đất nước mình mà có thể độc lập trong cái công nghệ chế tạo tên lửa. Thì đấy đúng là ước mơ của không những người bảo vệ đất nước mà còn là ước mơ của những người làm khoa học. Song song với đào tạo, Khoa Hàng không Vũ trụ cũng hướng đến phát triển nghiên cứu khoa học và tăng cường hợp tác quốc tế để các sinh viên cán bộ trong khoa có thể tiếp xúc và tham gia các nghiên cứu khoa học cấp quốc gia và quốc tế. Hiện khoa đang có hợp tác với hơn 20 đơn vị quốc tế, trong đó có Đại học Hàng không Moscow, Đại học Kỹ thuật Quốc gia Moscow mang tên Bauman và Đại học KAIS của Hàn Quốc. Thưa quý vị, từ đầu tuần này, Tổ chức Tình nguyện Toàn cầu UCC của Hàn Quốc đã tổ chức những cuộc điện thoại truyền hình tại Hà Nội giữa những cô dâu Việt Nam đang sống tại Hàn Quốc và gia đình của họ tại Việt Nam. Hoạt động thường niên này nhằm mục đích thắt chặt mối liên hệ giữa các cô dâu Việt với quê hương và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau của người dân hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. Những cuộc điện thoại có hình kéo dài trong khoảng 30 phút đã phần nào xóa đi khoảng cách địa lý giữa các cô dâu Việt tại Hàn Quốc và gia đình của họ tại Việt Nam. Cứ mỗi năm một lần, Tổ chức Tình nguyện Toàn cầu UCC của Hàn Quốc lại tổ chức sự kiện như thế này cho những cô dâu Việt đã lâu không có điều kiện về thăm nhà.
Gia đình 5 người của bác Huỳnh Văn Mạnh ở Cần Thơ năm nay được mời lên Hà Nội để gặp cô con gái là Huỳnh Thị Hằng Em, lấy chồng ở Hàn Quốc từ 7 năm nay. Được tặng quà, đi du lịch quanh thành phố, ông Mạnh không biết một bất ngờ lớn đang chờ mình. Tại sân bay Nội Bài, con gái ông Mạnh cùng chồng là Park Si-young và hai con gái đã được bí mật đón về Việt Nam cho buổi gặp mặt gia đình ngày hôm sau. Kể từ khi cưới, chị Hằng Em sống cùng gia đình tại đảo Incha phía tây Hàn Quốc. Gia đình chị là một trong 7 hộ người Việt Nam đang sinh sống trên đảo với nguồn thu nhập chính từ hoạt động nông nghiệp. Cuộc sống không quá khó khăn nhưng cũng chẳng dư giả gì để chị có một chuyến đi như thế này. So với mọi người khác thì vợ chồng em thì hơi vất vả. Tại vì bên gia đình chồng thì cũng không giàu mấy, chỉ đủ ăn đủ xài. Bây giờ sinh được hai đứa cháu ra thì phải làm vất vả để sau này lo cho cháu có tương lai hơn. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra với đầy bất ngờ và niềm vui ngập tràn giữa những người đã bao năm xa cách. Gia đình mà gặp nhau trong cái dịp như vậy đó cũng là quý báu lắm. Có lắm khi mình nghe qua bên điện thoại không đó rồi nghe nó nói tiếng nó kêu ông ngoại mình nghe thấy đứt ruột mà không có thấy mặt được cho nên bữa nay thấy quá xúc động. Gặp lại ba rất là vui mừng mà rất là xúc động. Tại vì mấy năm rồi nhớ nhiều nhưng mà chưa được gặp. Lần đầu tiên gặp bà, trên sự bất ngờ rất là vui mà rất là cảm ơn chương trình. Được chứng kiến niềm hạnh phúc của những gia đình đa văn hóa, đó là nguồn động lực để ban tổ chức duy trì những chương trình như vậy trong những năm qua. Trong một xã hội đa văn hóa, dù có những khác biệt về văn hóa, chủng tộc, nhưng chúng ta cần chung sức tạo nên sự bình đẳng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Chương trình này nhằm khích lệ tinh thần phụ nữ Việt Nam nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống sau khi kết hôn tại Hàn Quốc, đặc biệt là giúp những phụ nữ sống ở vùng sâu, vùng xa có cơ hội về thăm gia đình. Bên cạnh việc gặp gỡ, nói chuyện với con, cháu qua điện thoại, các gia đình còn được khám sức khỏe miễn phí, tặng quà và giao lưu văn hóa. Đây là năm thứ tư, Tổ chức Tình nguyện Toàn cầu UCC tổ chức hoạt động này cho các gia đình đa văn hóa có yếu tố Việt Nam. Đến năm ngoái, có khoảng 50.000 phụ nữ Việt Nam kết hôn và sinh sống tại Hàn Quốc. Lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh hành động vì động vật hoang dã đã được tổ chức vào sáng ngày 22 tháng 7 tại Hà Nội. Đây là cuộc thi do Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên Việt Nam ENV, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam USAID cùng Tổ chức Chống buôn lậu động vật hoang dã và nô lệ Freeland phát động từ tháng 11 năm ngoái. Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của hàng trăm ngàn người Việt Nam thuộc nhiều lứa tuổi. Những chú hổ con khóc đòi mẹ. Vườn bách thú tương lai chỉ còn tiêu bản và ảnh động vật hoang dã. Mỗi bức tranh thể hiện một ý tưởng đặc sắc, thể hiện những góc nhìn và sáng tạo nghệ thuật độc đáo, nhưng tất cả đều truyền tải một thông điệp chung, cần chấm dứt nạn săn bắt buôn bán động vật hoang dã. Tại vì trên đất nước chúng ta thì có rất nhiều động vật hoang dã. Mẫu là một loài vật hung dữ nhưng nó cũng còn có mẹ. Khi mà đi ăn ở tại một quán thịt rừng thì em thấy người ta bán những thứ thịt đó thì rất là không tốt, bởi vì không nên bán mà là chỉ để chúng ta có thể chiêm ngưỡng. Và thường thì voi người ta thường ấy màu xám, nhưng mà trong bức tranh của mình thì để thể hiện được cái sự quý giá thì em đã vẽ con voi màu vàng. Khi tôi nhìn vào tuổi của tác giả một số bức tranh, tôi không thể tin là những đứa trẻ mới 10, 12 tuổi có thể có những tác phẩm nghệ thuật có chất lượng như vậy. Tôi rất ấn tượng với những suy nghĩ mà các em muốn chia sẻ. Theo ghi nhận của Cục Kiểm Lâm, riêng năm 2014 đã có 432 vụ vi phạm liên quan đến động vật rừng bị phát hiện, hơn 8.000 cá thể động vật bị tịch thu, trong đó có gần 600 cá thể quý hiếm. Năm 2010, cá thể tê giác Javan cuối cùng của Việt Nam đã bị giết hại để lấy sừng. Với thực trạng săn bắn và buôn bán như hiện nay, hổ có khả năng là loài tiếp theo bị tuyên bố tuyệt chủng tại Việt Nam, khi ở Việt Nam hiện chỉ còn khoảng 30 cá thể hổ hoang dã. Việc nâng cao nhận thức của cộng đồng Việt Nam về bảo vệ động vật hoang dã là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết. Với mục tiêu đó, cuộc thi vẽ tranh Hành động vì thiên nhiên hoang dã đã được phát động vào tháng 11 năm 2014. Chỉ trong 3 tháng, ban tổ chức đã nhận được hơn 155.000 tác phẩm từ 58 tỉnh và thành phố. Có những đơn vị có hàng nghìn học sinh tham gia.
Để cái cuộc thi này mà có được cái sức lan tỏa rộng lớn như thế thì bên mình cũng có làm việc với các cái sở giáo dục của các tỉnh thành phố và đồng thời là làm việc với tất cả các hệ thống các cái trường ở các cái tỉnh thành phố đấy. Ban tổ chức cuộc thi đã trao giải cho 3 tập thể tham gia tích cực nhất và 13 cá nhân có tác phẩm xuất sắc nhất. Những tác phẩm này cùng nhiều tác phẩm xuất sắc khác sẽ được ENV sử dụng trong các ấn phẩm, chiến dịch truyền thông và các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng trong thời gian tới. Đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Để xem lại các chương trình, quý vị và các bạn có thể truy cập vào website cũng như trang YouTube chính thức của Ban Chuyển đối ngoại Đài Truyền Việt Nam. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.